Hôm nay thì mình để ý cho bạn uh, tín hiệu về Matic nè Ok Mình để ý cho bạn tín hiệu về BTC BTC Và mình để ý vài cái video uh, 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 đầu tư dài hạn Mình để ý cho bạn cái đồng link 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 tín hiệu của đồng link Ok uh, Tín hiệu là tín hiệu qua video và tín hiệu chỉ có tín hiệu thôi giá mua và giá bán Ok BTC, Ethereum, Altcoin, Matic, Solana, XRP, ADA, Link BNB, Optimism, Doge, Litecoin, Dot, Injective, Arbitrum không phải lúc nào mình cũng cover những cái đồng này ok mình đi theo thị trường những cái đồng nào nó bay bổng thì những cái đồng mình cover ok ngày hôm đó đâu tầm khoảng 3 tới bốn đồng mỗi ngày ok tiếp tục btc ok với con giá là 72 000 72 000 các anh em trả phí cho cái nền tảng này vẫn còn câu hỏi vẫn còn thắc mắc gọi là vẫn còn thắc mắc với gọi là cái với cái tín hiệu của mình thì bạn có thể hỏi luôn ngay bây giờ. Còn nếu nghe BTC nếu bạn cập nhật tín hiệu với mình mà bạn hiểu rồi chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp vân 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 vân. Ok, chống lần là chống ở đâu, kháng cự là chống ở đâu vân 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 thì cho mình chữ hiểu đi ha. Ok BTC. Tín hiệu vừa rồi đã bởi thẳng qua hợp thư của bạn. Ok. Ma đang, nằm ở sống ở đâu? Ok. Nếu nó lên thì nó lên tới cái vùng bao nhiêu rồi trước khi nó sập hay là nó sập luôn ngay bây giờ? MADEC có ai có câu hỏi luôn, hỏi luôn. Solana 170. Ok, vừa rồi mình cho bạn một cái tín hiệu đúng không? Tín hiệu là chỉ có một cái một cái tin nhắn thôi giá mua và giá bán và tín hiệu là uh, qua video như vậy nó đạt được tới 170. Điểm đến của nó vừa rồi là 174, ok. BTC vừa rồi là cũng đã chốt đơn cái đơn đầu tiên, ok. Matic, ok thì đang chạy đúng không? Uh, uh, link, ok chuyện gì sẽ ra với link. Ok, ch ch chuẩn bị tới đây nó đi lên trên mây hay là nó sập luôn ngay bây giờ, ok. Vẫn còn thắc mắc. Ok, vẫn còn thắc mắc, hỏi luôn. Còn nếu đã hiểu rồi, hiểu cái tín hiệu nó như thế nào rồi cho mình xin chữ hiểu bên dưới nha nhớ những người nữa những người đang ngồi ở đây trong cái phần tuyến này mà bạn gọi là hồi đó đến giờ bạn chưa biết cái gì hết đúng không hồi đó là giờ bạn quá bận rộn với cơm áo gạo tiền bạn quá bận rộn với cuộc sống hồi đó đến giờ người ta cấy vô não bộ của bạn đúng không gọi là bạn phải là con chuột bạch nằm trong cái bờ cây cái, cái lòng chạy 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 mãi như vậy ngay bây sau khi coi cái phát triển tuyến này bạn vẫn chưa hiểu thì có một chỗ để bạn học để bắt đầu nó nằm ở trên tiên academy youtube lên nó coi những cái phát triển tuyến giống giống như cái phát triển tuyến này coi những cái video mình đã lan tỏa 4 năm rưỡi để bạn có một kiến thức cơ bản và cái thời gian mà để nhảy vô á là ngay bây giờ có nghĩa là bạn học thì học cho nhanh đừng lết lết cái chân của bạn thì bạn sẽ mất cái cơ hội cuối cùng Tại sao tất cả những người triệu phú đô la Những người tỷ phú đô la Những công ty ngàn tỷ đô la Những cái quỹ lớn nhất thế giới Nó chạy vô nó mua bitcoin Đặt ra một câu hỏi như vậy bạn nghĩ bạn khôn hơn nó hay là nó khôn hơn bạn Chấm hết Đặt ra một câu hỏi cho chính bản thân Nếu 5 năm, tiếp, năm, năm kế tiếp bạn làm những cái thứ bạn đang làm ngoài xã hội á Đúng không? 5 năm cái tiếng bán, bán thời gian cho đồng tiền Kinh doanh cái này, kinh doanh cái nọ không quan trọng Kinh doanh cái gì, đầu tư như cái này, đầu tư cái nọ không quan trọng 5 năm, năm kế tiếp Nếu bạn tiếp tục làm những cái thứ thế Mà nó đem được tới sự tự do tài chính cho bạn đó, Tiếp tục làm nó, đừng quan tâm tới những cái thứ mình chia sẻ Nha, nó mất thời gian nếu cái sự trả lời là không 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 bạn vẫn là cung ly cho đồng tiền bạn vẫn xuống cái lỗ với cái lỗ của bạn gọi là không bao giờ có được tự do tài chính á Thì ngưng hết tất cả mọi thứ và tập trung vào những thứ mình lan tỏa Hai cái kênh tiktok cũ nó đã đóng cửa nghe đóng cửa nghe một kênh lên tới 16-17 ngàn người một kênh kia lên tới 2 ngàn mấy người Hai kênh mới là nó mang tên là tiền academy 2023 và 2024 Uh, rất là nhiều giá trị và không chỉ vậy nữa mình sẽ cung cấp bắt đầu à, tín hiệu tương lai mình sẽ lâu lâu mình sẽ thấy một cái tín hiệu tương lai lên đó cho anh em có thể đi theo hoàn toàn miễn phí nha lên đó đăng ký tiên academy 2023 và 2024 là hai cái kênh mới ok vậy thôi cảm ơn